Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu thập, trao đổi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và rửa tiền. Hiện vụ việc đang được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo điều tra, do nắm bắt được nhu cầu nhiều người ở Campuchia còn các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để hoạt động lừa đảo, Nghĩa và Yên đã tìm mua 64 tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đồng đến 3 triệu đồng một tài khoản từ 12 người dân. Sau đó Nghĩa và Yên đem bán cho những người có nhu cầu nhằm thu lợi bất chính. Từ các tài khoản mà Nghĩa và Yên đã bán, các đối tượng lừa đảo dùng để giao dịch chiếm đoạt hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng từ các nạn nhân. Sau khi nhận tiền lừa đảo thì Tuấn Anh và Hoa chuyển đến nhóm của Phương để mua tiền điện tử USDT. Tính từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, Tuấn Anh và Hoa đã chuyển tổng số tiền trên 350 tỷ đồng để mua gần 15 triệu USDT từ nhóm của Phương. Phương chuyển số tiền này vào ví điện tử cho ông chủ của Tuấn Anh và Hoa.